có một phật tử nữa hỏi a di đà phật con tên là trương thị dung bạch thầy cho con xin hỏi có ngân hàng địa phủ không ạ à, có ngân hàng địa phủ không vì chị gái con đang ốm nằm trên giường bệnh suốt mấy tháng nay nay con lên dự đại lễ cầu siêu từ đầu pháp hội con thì không có suy nghĩ gì nhưng chị gái trương thị lâm đang ốm chị con có gửi con công đức một pho tượng địa tạng bồ tát và bảo con xin nhà chùa làm cho chị con một lá sớ và số tiền ấy nói là nhờ nhà chùa gửi vào ngân hàng địa phủ việt nam ạ à. <laughs> Ôi dồi, chết tôi, 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 tôi không biết là giảng cái này như thế nào đấy. Có một Phật tử hỏi rằng, Phật tử này là Trương Thị Dung hỏi rằng là, là Bạch Thầy là nói gì? Đầu tiên là hỏi là có ngân hàng địa phủ không ạ? À? Có. Có ngân hàng địa phủ. Tôi khẳng định với các Phật tử chúng ta là có ngân hàng địa phủ vì sao tôi khẳng định có ngân hàng địa phủ vì dưới đó có gì có thập điện diêm vương nói nôm na là dưới đó gì cũng có hệ thống gì hệ thống chính trị kinh tế tài chính vân vân như ở trên thế gian chúng ta này vậy các cụ ngày xưa nói gì trần sao thì gì thì âm vậy quái trần chúng ta có gì có các quốc gia có các tổ chức vân vân thì ở dưới quay âm họ cũng có gì. Có, có, quốc gia có các tổ chức trong trong kinh phần nói là có 10 vị diêm vương trong kinh địa tạng nói là có các vị diêm vương và các vị gì? quỷ vương và các vị tiểu quỷ cai quản ở dưới quay âm mà chắc chắn là họ gì họ cũng có gì có quốc gia thì đương nhiên phải có gì có hệ thống để quản lý cái đồng tiền cái tiền tệ ở dưới đó có hệ thống gì quân đội công an rồi cũng có gì bộ này ngành nọ cũng có gì có cấp thôn cấp xã rồi cấp huyện cấp tỉnh cấp trung ương như chúng ta thôi vậy đó họ cũng có những cái hệ thống chính trị và quốc gia như thế cho nên đó, tôi khẳng định với phật tử thì họ cũng có ngân hàng địa phủ nhưng mà thôi cái trường hợp này thầy khuyên là như này không nên là đem cái công đức hồi hướng cúng dàng một phó tượng địa tạng là công đức vô lượng Tuy chỉ có 3 triệu thôi, chắc là công đức phó tượng địa tạng nhỏ. Tuy chỉ có 3 triệu thôi, nhưng mà đây là một cái đại nhân duyên. Trong kinh Phật á, trong kinh Đức Phật, kinh địa tạng Đức Phật nói gì? Người nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát địa tạng, hoặc là gì? Cung kính cúng dàng tôn tượng Bồ Tát địa tạng, thì công đức vô lượng. Nếu người đó đem công đức đó để cầu sinh gì? cầu xin lên trời á thì được xin gì hàng trăm lần hàng nghìn lần xin lên quái trời đau lợi thì lấy cái phúc đó để cầu sinh lên quái trời đau lợi chứ lấy cái phúc đó để gửi vào ngân hàng địa phủ để làm gì chắc là muốn làm quan ở dưới địa phủ hay sao hay là muốn làm gì muốn làm đại gia địa dưới địa phủ hay sao muốn làm đại gia làm đại gia trên trời tốt hơn muốn làm đại gia làm đại gia ở cõi người chúng ta tốt hơn muốn làm quan thì làm quan ở quanh người tốt hơn mà muốn làm quan hơn nữa thì làm quan ở trên quái trời tốt hơn Mà muốn làm vua thì làm vua ở trên quái gì? Quái người tốt hơn Hoặc làm vua tốt hơn nữa thì làm vua ở trên quái trời tốt hơn Trời có rất nhiều quái Dục giới, sắc giới, vua sắc giới Nguyên dục giới Đức Phật nói là chỉ có bốn quái lớn rồi Trong bốn quái lớn thì có rất nhiều các quái trời nhỏ Cho nên có rất nhiều gì? Có rất nhiều ngai vàng các vị vua trên quái trời để cho gì? Cho chúng ta chọn Đây là nói về gì? Quái dục giới còn quái sắc giới, thì nói tiểu chung thì có 18 tám quái, có 18 gì, 18 tám quái. Nhưng mà trong mỗi cái quái lớn đó lại có rất nhiều các quái nhỏ nữa. Còn vô sắc giới thì có bốn quái, không vô biên sức xứ sứ thiên thức vô biên xứ thiên vô sở xứ thiên và phi tưởng phi phi tưởng phi, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đó là gì? Bốn quái trời vô sắc giới. Trong bốn quái trời vô sắc giới đó cũng có rất nhiều quái nhỏ và có rất nhiều các các vị vua ở trên đó. Nếu chúng ta chưa đủ phúc làm vua thì có thể làm thiên tử, làm thiên nữ Mà thậm chí làm gì? Làm một chúng chư thiên ở trên quái trời Các quái trời đó thì phúc báo cũng vô lượng Làm gì mà phải đi hồi hướng phúc báo để vào gì? Gửi cái cái công đức đó vào trong gì? Địa, ngân hàng địa phủ ở quái, quái âm ở Việt Nam để Để làm ma ở dưới quái âm hay sao? Thế tùy duyên Đấy, thì nếu vị này mà gì vẫn cứ muốn gửi sau khi nghe bài giảng này mà cứ vẫn muốn gửi vào á, nói về nói với chị xem vẫn cứ muốn gửi vào ngân hàng địa phủ với quay âm á, thì pháp hội lần tới đây này pháp hội địa tạng hoặc pháp hội quan âm tới đây này lên viết lại câu hỏi trả lại chúng tôi bảo bạch thầy chị con là gì sau khi nghe được lời thầy giảng phật tử này nên gì nên cóp cái lời thầy giảng này cho chị nghe nếu mà chị còn sống á, thì bệnh á, còn đang ốm nằm trên giường còn sống á, thì cho chị nghe nếu mà cụ mà chết rồi á thì cũng đem gì thắp lấy ba nén hương dâng lên trên ban thờ của cái bát hương của chị á và khấn với chị rằng đây thầy thịnh thầy trả lời câu hỏi cho chị ở đây thì bây giờ chị còn muốn gửi vào ngân hàng địa phủ việt nam hay là gửi lên gì ngân hàng cõi trời để chị sinh lên là lấy công đức phúc báo cúng dàng một tôn tượng địa tạng đó để sinh lên lên cõi trời đau lợi thì chị nói sống cũng nói mà chết cũng nói Sống thì chỉ nói bằng miệng, chết thì chỉ sang tay. Mượn thân con cháu để nói, để, để làm tin, cho mượn khoảng độ 5 phút thôi. Kể xong rồi thì thôi, xong lại đi ra. Đó, nếu mà đây tôi lấy một cái ví dụ này là nếu mà chết rồi, có thể thì khấn như thế xong thì cho mượn thân và con cháu để khai khẩu cho nói khoảng độ 3 đến 5 phút. Sau đó thì viết câu hỏi lên, lần sau trả lời cho tôi và chị con. Thay đổi ý định rồi, không muốn gì. Không muốn thầy gửi cái công đức, cũng rằng một pho tượng vào, vào trong cái ngân hàng địa phủ Việt Nam nữa mà muốn thay vào đó là gửi công đức thì cái 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 công đức mà do cũng rằng phó tượng đó lên quái trời đau lợi hoặc lên quái trời phạm thiên hoặc là nhân đến là lên các quái trời cao hơn nữa mà thậm chí là gửi vào gì gửi vào ngân hàng công đức của gì? của thế giới tây phương cực lạc Để bao giờ chị con tu được vãng sinh chị con về đó chị con thì chị con hướng hay là nếu chưa đủ phúc vãng sinh thì chỉ con gì chỉ con thì xin đức phật và bồ tát thì cho hưởng bằng cách là gì? bằng cách là sinh được sinh lên làm người được phúc báo được tuổi thọ và gì đời đời sinh ra không bị thiếu thốn về tiền tài của cái sinh ra ở quốc độ nào cũng được sinh vào một gia đình danh gia vọng tộc học hành đến nơi đến chốn có trí tuệ có địa vị trong xã hội và đặc biệt là được gặp Phật pháp và được tu hành dần dần cho đến gì cho đến ngày giải thoát đó nếu mà Phật tử này nói với chị của Phật tử nếu muốn như thế thì lần sau lên cứ báo với tôi tôi sẽ đến lúc đó tôi mới đích thân là đánh điện tín đi gửi gì đi gửi cái 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 số tiền công đức một pho tượng này và vào để gì để đến bất cứ một ngân hàng nào ở trên khắp tam thiên đại thiên thế giới này để cho gì cho chị của Phật tử